Khoảng 21 giờ ngày 23 tháng 11 trên đường tỉnh 378 thuộc địa phận thôn Phương Trù, xã Tứ Dân, huyện Khói Châu đã xảy ra vụ tai nạn giao thông. Xe mô tô biển kiểm soát 16L5-2929 do ông Nguyễn Quang Dương, sinh năm 1978 ở xã Phú Thịnh, huyện Kim Động điều khiển, chở cháu gái sinh năm 2006, lưu thông hướng từ huyện Khói Châu về thành phố Hưng Yên đã va chạm với xe ô tô mang biển kiểm soát 30F27953 đang lưu thông theo chiều ngược lại chưa rõ người điều khiển hậu quả cả hai ông cháu đi trên xe mô tô tử vong tại chỗ